Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh là ánh sáng của tác giả Đặng Thanh Diễm. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Hạnh Nhi tham gia lớp học ở trường. Cô cũng tranh thủ học gộp tiết để nhanh chóng hoàn thành khóa học. Chỉ còn 3 tháng nữa là cô học xong. Vào buổi chiều, cô đến làm ở cửa hàng lúc 2 giờ. Mọi ngày cô đều chăm chỉ làm việc. Tuy số tiền kiếm được không nhiều, nhưng đủ cho cô trang trải sinh hoạt. Lúc 10 giờ tối sắp tan ca, cô nhận được cuộc gọi từ Khả Ái. Trong điện thoại cô nghe được âm thanh bên ngoài rất ồn ào. Có thể đoán được Khả Ái đang ở đâu. Đầu dây bên kia cất giọng. Dạ, có phải chị Hạnh Nhi không ạ? Dạ phải. Hạnh Nhi đang lấy làm lạ. Tại sao điện thoại Khả Ái lại ở trong tay một người lạ? Thì bên kia nói tiếp. Cô ấy nhờ tôi gọi cho cô đến đón cô ấy. Bây giờ cô ấy đang rất say. Người đang gọi cho Hạnh Nhi là nhân viên phục vụ quán bar. Dạ, anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay. Quán Baroque nằm ở 87 Lý Thường Kiệt ạ. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay tâm trạng của Khả Ái không tốt. Vì chuyện bố của cô cứ bắt ép bản thân cô phải sống theo ý ông ấy, nên cô buồn bực, uống khá nhiều. Trong lúc chờ Hạnh Nhi đến, Khả Ái ngồi ở quầy bar, người đã gục xuống bàn. Bỗng có một người đàn ông tiến đến. Từ lúc Khả Ái ở quán, ánh mắt anh ta luôn quan sát từng cử chỉ hành động của cô. Thấy nãy giờ không có ai đến đón, thế là anh ta liền nhanh chóng đến tiếp cận, đồng thời biết cô đã say mềm không thể phản kháng. Anh ta bước đến nói với phục vụ. Tôi là bạn trai cô ấy, tôi đến để đưa cô ấy về. Nhân viên phục vụ có chút ngơ ngác, vì lúc nãy anh nhớ mình đã gọi cho một cô gái, chứ không phải là đàn ông. Nhưng nhìn vẻ mặt diễn xuất của anh ta khiến nhân viên phục vụ có chút tin. Vậy ạ, nhưng lúc nãy tôi có gọi bạn của cô ấy đến rồi, chắc cũng sắp đến ạ. Gã này nghe vậy liền nói tiếp. Tôi biết rồi, cô ấy gọi tôi đến đón mà. Dạ vâng anh. Anh ta dìu Khả Ái đứng dậy, bị đánh thức trong mơ hồ. Khả Ái lờ mờ nhìn vào mặt anh ta nghi hoặc nói. Anh là ai? Đi thôi em, anh đưa em về. Bị anh ta ôm chặt eo, Khả Ái liền hiểu ra, cô nói lên. Không, anh buông ra. Nhân viên phục vụ nghe tiếng cô la lên thì nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, nhưng anh ta chẳng hề sợ hãi mà nói. Em ngoan nào, anh đưa em về, đừng giận anh nữa mà. Khả Ái dùng chút sức lực vừa nói vừa đẩy anh ta ra, nhưng sức yếu không lực. Tôi không quen anh, thả ra. Lúc này vừa hay Hạnh Nhi đến, cô chạy lại thì nhìn thấy Khả Ái bị tên đàn ông lạ mặt giữ lấy. Thả em ấy ra. Ê, con này đừng có nhiều chuyện. Khả Ái đầu óc lúc này như quay cuồng. Cô nhìn Hạnh Nhi như chiếc pháo cứu mạng. Chị Hạnh Nhi. Thấy anh ta vẫn không chịu buông tay, Hạnh Nhi liền dùng lời lẽ hăm dọa. Nếu anh còn không chịu buông ra, tôi gọi cảnh sát đến đấy. Anh ta tức giận nói. Có giỏi thì gọi đi. Hạnh Nhi không chờ thách thức, lấy điện thoại trong túi ra. Chưa kịp gọi thì bị hai tên từ đâu đến giữ lấy tay cô. Anh ta ỉ đông người, lên tiếng mỉa mai. Gọi đi em gái. Thôi, dù gì em cũng đã đến. Tối nay cùng đi chơi chung với bọn anh luôn. Khả Ái vì say mà người mềm nhũn ra, không đủ sức lực để vùng vẫy. Cô lên tiếng. Các người mà đụng vào tôi. Anh tôi mà đến là không để yên cho mấy người đâu. Anh chẳng sợ đâu, có giỏi thì đến đây nào. Anh ta vừa dứt câu, bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên. Có giỏi thì đụng vào em ấy xem. Hạnh Nhi quay lại thì thấy đó là Thành Luân. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, xen vào đó là vui mừng vì anh đã đến đúng lúc này. Giọng nói lạnh lẽo, nhưng bọn chúng đông người nên đâu sợ. Tên kia đi đến định vung tay đánh anh. Trong tích tắc, Thành Luân đã bẻ ngược tay hắn ra sau. Anh cất tiếng nói một lần nữa. Mau biến đi.
Cái tên đang giữ Khả Ái tức giận nói, mày là thằng nào, tính hớt tay trên của tao hả? Đó là em tao, mau buông ra trước khi tao còn nói tử tế. Mày nghĩ đánh lại bọn tao à? Nói xong anh ta thả Khả Ái ra và lao vào tấn công Thành Luân. Hai tên kia cũng cùng lúc xông lên, phút chốc quán bar đã trở nên hỗn loạn. Hạnh Nhi đỡ lấy Khả Ái, cô không ngờ người anh họ mà Khả Ái hay nhắc đến là Thành Luân. Nhân viên lấy điện thoại để gọi cho cảnh sát đến dẹp vụ việc, thế nhưng chưa được 5 phút, tất cả bọn chúng đều được bị Thành Luân đánh gục. Không còn thế tiến, bọn chúng đành bỏ chạy trước khi cảnh sát đến. Sau khi nhìn bọn chúng đi hết, Thành Luân quay lại ẵm Khả Ái đang say trên tay bước ra khỏi quán. Đồng thời ánh mắt anh cũng dồn về phía Hạnh Nhi mà hỏi, em có sao không? Tôi không sao, anh là anh của Khả Ái hả? Tuy vừa rồi là màn giải cứu vô cùng oai phong, nhưng vì còn ác cảm với Thành Luân nên trong mắt cô, anh vẫn coi thường phụ nữ như lời anh đã nói trước đó. Ừ, bố nó nhờ anh tìm nó về. Cũng may anh đến kịp lúc, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Ừ, vậy thì tôi yên tâm giao em ấy cho anh. Em quen Khả Ái sao? Khi nào em mới tỉnh dậy anh hỏi cũng được mà. Thôi tôi về đây. Để anh đưa em về cũng khuya rồi. Không cần phiền anh đâu. Hạnh Nhi tiện tay gọi chiếc taxi bên đường rồi lên xe để lại Thành Luân đang nhìn theo bóng dáng chiếc xe cô rời đi. Thành Luân đỡ Khả Ái vào xe, anh không khỏi phàn nàn. Con bé này uống gì lắm thế không biết. Em nghe đấy, em còn tỉnh à? Lúc nãy sợ quá nên em có chút tỉnh táo rồi. Vì sợ anh mắng nên em giả vờ đấy. Anh quen với chị Hạnh Nhi hả? Ừ, còn em sao quen cô ấy? Chị ấy làm chung chỗ làm thêm với em. Lúc nãy không biết gọi cho ai nên em gọi chị ấy đến. Mà sao anh tìm được em hay vậy? Còn hỏi nữa hả? Anh không tìm em thì không biết xảy ra chuyện gì rồi. Anh cấm em đi uống rượu một mình như vậy nữa đó. Em biết rồi, hôm nay nếu không có anh thì em và chị Hạnh Nhi không thể bảo vệ được mình rồi. Thành Luân vừa lái xe vừa nhìn thẳng hướng lái rồi trả lời cô. Biết thì tốt, nhưng sau này nếu không có anh đi cùng thì những cô gái như em đừng bao giờ đến mấy nơi như vậy. Dạ, sau lần này em sợ rồi ạ. Vậy nên anh đừng có mép với bố em đó. Khả Ái lên tiếng năn nỉ. Được rồi, anh sẽ không nói với bố em. Đưa Khả Ái về nhà an toàn, Thành Luân trên xe trở nên trầm tư. Anh khó chịu khi Hạnh Nhi luôn tỏ ra ghét anh mỗi khi chạm mặt. Anh không biết làm thế nào để hóa giải hiểu lầm với cô đây. Hạnh Nhi sau khi tắm rửa xong chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn cảm ơn của Khả Ái và tỏ ra rất vui mừng vì cô và Thành Luân có thể quen biết nhau, hào hứng muốn mời hai người họ cùng nhau ăn tối. Bây giờ ở công ty của Thành Luân phát sinh một vấn đề, đó là thư ký của anh, cô ấy lập gia đình và không thể tiếp tục công việc được nữa nên anh cần tuyển dụng một thư ký mới. Sau đây là một vị trí khá đặc biệt, anh vốn không muốn tuyển một bình hoa di động chỉ đẹp mà vô dụng nên anh đã đích thân phỏng vấn. Gia Mỹ hiện đang làm cùng công ty với Thành Luân, giữ vị trí chuyên viên marketing, nhưng vì có tình cảm với Thành Luân nên cô muốn thay đổi vị trí lên làm thư ký cho anh. Dù đã báo với nhân sự về việc này, nhưng được sự chỉ đạo của Thành Luân, mọi người muốn vào vị trí này đều phải qua anh phỏng vấn. Buổi chiều Hạnh Nhi đang đi làm thì nhận được điện thoại từ Minh Chiết thông báo về việc Thành Luân sắp tuyển thư ký. Anh liền thúc giục cô nộp hồ sơ vào, nhưng Hạnh Nhi một mực từ chối. Cô không muốn làm việc chung với Thành Luân và đặc biệt không muốn liên quan gì cả. Cậu có cần phải gay gắt như vậy không hả? Đây là cơ hội tốt để cậu vào công ty Thành Luân đó. Nhưng tớ không muốn, ngoài kia có rất nhiều công ty, không cần thiết phải là công ty anh ta. Minh Chiết bực bội lớn tiếng nói. Cậu quên việc của bố mình rồi à? Tớ đã nói nhiều lần rồi mà. Không dựa vào Thành Luân thì cậu không thể đánh bại Quốc Trọng đâu. Lời này của Minh Chiết một lần nữa đánh vào thực tại của cô. Đúng là cô cần một công ty mạnh và tầm cỡ để có thể làm cho Quốc Trọng thân bại. Tuy không thuận lòng nhưng lời Minh Chiết nói rất có lý. Cô tạm thời gác lại cảm xúc cá nhân.
Buổi phỏng vấn khi nào vậy? Minh Chiết bình tĩnh lại nói. Tớ xin lỗi đã lớn tiếng với cậu. Là bạn bè, tớ tất nhiên lo nghĩ cho cậu, nên lúc nãy có hơi khó chịu. Tớ biết mà, tớ không trách cậu. 3 ngày nữa đó cậu. Nhưng việc học của tớ còn 3 tháng nữa mới xong. Tớ sợ sẽ không có thời gian đi làm. Cậu có thể xin sắp xếp lại lịch học mà. Thôi, cứ nộp vào phỏng vấn trước rồi tính. Ừ. 3 ngày sau, buổi phỏng vấn diễn ra khá lâu. Và thật sự thì trong vài người đầu tiên, Thành Luân không ưng được bất kỳ một người nào. Nếu không phải là những người chỉ học trong sách vở không có kinh nghiệm thực tế, thì cũng chỉ là những cô nàng chỉ biết đong đưa tán tỉnh. Anh mệt mỏi, ngả đầu ra sau ghế. Các anh chị tuyển chọn hồ sơ cái kiểu gì vậy? Những người như thế mà cũng có thể gọi đến phỏng vấn được. Dạ, em xin lỗi sếp. Nhưng thật sự ở hồ sơ, những người này là những người tốt nhất rồi ạ. Còn người nào nữa không vậy? Dạ, còn 2 người nữa ạ. Anh thở dài, mệt mỏi. Rồi cũng xốc lại tinh thần ngồi thẳng dậy. Gọi vào đi. Người tiếp theo vào phỏng vấn là Gia Mỹ. Thành Luân cũng khá bất ngờ vì vị trí của cô đang làm cũng triển vọng. Sao lại rời sang vị trí này? Gia Mỹ tự nhiên chào hỏi. Em chào anh. Sao em lại phỏng vấn vị trí này? Dạ, em thấy mình phù hợp, với lại cũng muốn thử sức để mình đa dạng hơn. Anh hiểu ý em, nhưng nếu tuyển em vào vị trí này, chẳng phải công ty mất một nhân viên marketing giỏi sao? Dạ, anh cứ khen em quá. Nếu anh nghĩ em giỏi, thì anh cho em cơ hội làm thư ký cho anh nha. Để anh xem xét. Thôi, anh đã biết về em, nên phỏng vấn tới đây được rồi. Dạ. Mời người tiếp theo vào đi. Gia Mỹ bước ra, thấy Hạnh Nhi bước vào, cô ta cũng khá ngạc nhiên. Nhưng vì tự tin bản thân đã làm lâu trong công ty, nên cô ta nghĩ vị trí thư ký này sẽ nằm trong tay mình. Hạnh Nhi chưa có kinh nghiệm đi làm, với lại còn đang đi học, sao có thể sánh với Gia Mỹ được. Thấy Hạnh Nhi lướt qua, cô ta chỉ mỉm cười rồi bước đi. Sau khi tiếng gọi được cất lên, một thân ảnh đi vào, nhìn thấy người này, Thành Luân không khỏi sững người mất mấy giây. Em là đến phỏng vấn sao? Em ngồi đi. Dạ. Hạnh Nhi nghe thế cũng nhanh chóng ngồi xuống cái ghế ấy. Tạm thời cô gạt bỏ những khó chịu trong lòng mà muốn thể hiện mình thật tốt trong buổi phỏng vấn. Thành Luân chậm rãi mở lời. Sao em biết anh đang tuyển thư ký vậy? Là Minh Chiết nói với em. Anh mỉm cười nói. Minh Chiết không nói với anh trước gì cả. Thật sự biết tạo bất ngờ cho anh mà. Em muốn đi công bằng, đi phỏng vấn, nên không muốn cậu ấy nói trước với anh. Được thôi, kinh nghiệm của em như thế nào? Anh vừa nói vừa nhìn vào hồ sơ của cô. Thực sự phần kinh nghiệm trống trơn, chỉ có kiến thức chuyên môn thì khá tốt. Hạnh Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Em chưa có kinh nghiệm làm việc. Em đang học thạc sĩ ngành phân tích tài chính. Còn 3 tháng nữa sẽ xong. Tuy em chưa có kinh nghiệm, nhưng với những chuyên môn và kiến thức em có, chắc chắn em sẽ làm tốt công việc này. Vậy còn việc học của em thì sao? Nếu em được tuyển vào, em sẽ sắp xếp lại lịch học của mình. Suốt thời gian phỏng vấn, anh luôn đặt ra cho cô những câu hỏi khó về chuyên ngành. Nhưng Hạnh Nhi vốn tốt nghiệp tại một trường đại học kinh tế và đang học thạc sĩ về tài chính, nên những câu hỏi anh đưa ra không thể làm khó được cô. Sau khi phỏng vấn Hạnh Nhi xong, Thành Luân đánh giá rất cao khả năng của cô. Tuy không có kinh nghiệm, nhưng thông qua cách trả lời, anh thấy được cách ứng xử nhạy bén, làm anh rất thích. Buổi phỏng vấn đến đây được rồi. Khi nào anh quyết định xong thì sẽ có thông báo gửi đến em. Cảm ơn anh, em xin phép. Vài ngày sau là ngày tổ chức lễ đính hôn của Tony. Như trong kế hoạch, Tony mời Hạnh Nhi và Thành Luân đến tham dự. Sau khi kết thúc lễ thì bọn họ có tổ chức một bữa tiệc ấm cúng ở nhà. Lúc đầu Hạnh Nhi không định đi vì ngại chạm mặt với Thành Luân. Nhưng cô bạn thân Hồng Loan sớm đã đoán được ý định của cô, nên từ sớm đã đến nhà Hạnh Nhi mà thúc giục cô. Cậu có nhanh không thì bảo. Tôi nói không đi rồi mà cậu còn đến đây làm gì? Sao lại không đi chứ? Thì tớ không thích thôi. Khi nào lễ cưới tớ đi cũng được. Chẳng phải cậu lại ngại anh Thành Luân à? Mớ gì liên quan đến anh ta, tớ chẳng quan tâm.
Cậu đã phỏng vấn công ty anh ta rồi. Nếu đậu chẳng phải làm thư ký cho anh ta à? Bây giờ không nhanh tranh thủ lấy lòng đi. Biết là vậy nhưng tớ không muốn. Tớ nghĩ tớ sẽ rớt phỏng vấn thôi, vì tớ đâu có kinh nghiệm gì đâu. Biết là vậy nên chúng ta mới vận dụng cơ hội lần này mà thân thiết hơn đi. Tớ không muốn. Bà Liên bên ngoài nghe tiếng hai người họ. Hồng Loan thì luyên thuyên kêu Hạnh Nhi phải đi cùng mình. Còn Hạnh Nhi thì cứ mãi từ chối không chịu. Bà Liên muốn con gái mình đi để cô có thể vui vẻ bên bạn bè mà không suy nghĩ nhiều. Thế là bà bước vào bên trong phòng. Sao con lại không đi thế Hạnh Nhi? Hôm nay con muốn ở nhà với mẹ. Có gì mà phải ở nhà với mẹ, đi với Hồng Loan đi. Hồng Loan vui vẻ khi bà Liên tỏ ý đồng lòng với mình. Cô thấy đấy, cậu ấy cứ từ chối mãi không chịu đi. Hôm nay chồng cháu bận nên cháu chỉ có một mình thôi. Cậu ấy mà không đi là cháu buồn lắm cô. Đi đi nào, mẹ với Hồng Loan phụ chọn đồ cho con nhé. Hạnh Nhi thấy mẹ nói như vậy thì chẳng còn lý do gì ở nhà nữa nên cô đành đi vậy. Bộ đây được này Hạnh Nhi, cô Liên thấy thế nào ạ? Hồng Loan nhìn vào tủ đồ của Hạnh Nhi, thấy chiếc váy lụa màu hồng ngọt ngào thì vội lấy ra. Ừ, cô thấy đẹp đó. Lúc trước Hạnh Nhi được bố mẹ chu cấp nên cuộc sống rất thoải mái. Cô cũng có thể mua những bộ đồ đẹp cho bản thân, không cần phải lo nghĩ. Do thời gian này cô chẳng có dịp nào để mặc nên những bộ đồ đó được cất kỹ vào tủ. Nào, thử đi Hạnh Nhi. Hạnh Nhi lấy chiếc váy và thử lên người. Có hơi rộng một chút vì sau thời gian trước cô đã sụt cân hơn. Nhưng không phải không mặc được, mà chiếc váy này vẫn tôn lên được vẻ đẹp trong trẻo với nước da trắng nõn của cô. Xong xuôi họ cùng nhau đến bữa tiệc. Buổi chiều tối khi ánh nắng dần tắt và đêm đang bắt đầu buông xuống, không khí trở nên mát mẻ và yên tĩnh hơn. Mọi thứ đều trở nên chậm lại. Những ánh đèn đường rực rỡ bật lên, tạo nên bầu không khí ấm áp và tràn đầy hy vọng. Ánh sáng nhỏ lấp lánh từ những ngôi nhà cũng thêm phần lung linh và ấm cúng hơn. Tiệc tối diễn ra với bạn bè thân thiết của Tony. Thành Luân cũng đã đến. Từ phía xa anh thấy bóng sáng Hạnh Nhi từ ngoài cổng bước vào. Anh cố giả vờ như không thấy cô, nhưng không thể không chú ý đến vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Trong suốt bữa tiệc, Hạnh Nhi cứ tránh ánh mắt của anh. Không phải vì Minh Chiết thuyết phục cô đến phỏng vấn công ty Thành Luân thì bản cô không tự nguyện. Còn Thành Luân vì những câu nói vạ miệng của mình nên sợ lại gần rồi lại nói những câu làm cô không vui mà bỏ về. Phía những người bạn Tony và Hồng Loan có vài lần kéo họ xích lại nhau mà được vài giây họ lại tách ra. Đến lúc này Hồng Loan cũng bất lực, không biết làm thế nào nữa. Nghĩ chắc vì tự tôn ai cũng cao nên thật sự họ không thể đến với nhau rồi. Thành Luân ra ngoài gọi điện cho mẹ báo mình về muộn thì thấy Hạnh Nhi đang đi ra ngoài chuẩn bị về. Anh nghĩ không thể để cô giận anh mãi được nên lấy can đảm chạy theo gọi cô. Hạnh Nhi. Nghe thấy có người gọi mình thì cô đứng lại. Quay qua thấy Thành Luân thì khuôn mặt của cô trầm xuống. Anh đi đến hỏi cô. Em đi đâu vậy? Em đi về. Em còn giận anh về câu nói của anh hả? Miệng của anh thì anh muốn nói gì chả được, mắc gì em phải giận. Cho anh xin lỗi nhé. Hạnh Nhi trả lời một cách cục xúc. Chẳng có gì anh phải xin lỗi. Nói xong Hạnh Nhi quay lưng rời đi. Thấy cô bỏ đi, Thành Luân vội vàng chạy theo. Nhưng vì cô mặc váy dài mà đi nhanh nên vấp té. Á! Thấy Hạnh Nhi đang ngã trên đất, anh vội nhanh đến, đỡ cô lên và sốt sắng hỏi. Em có sao không? Có bị thương gì không? Hạnh Nhi bị trẹo chân không đứng được, đành dựa vào anh mà uất ức nói. Tại sao đàn ông mấy người toàn là những kẻ lừa gạt người khác? Thấy phụ nữ như con ngốc trong tay mấy người thì vui lắm hả? Không hiểu vì sao lúc này cô lại bộc phát ra những lời này nữa. Có lẽ phải vì tủi thân hay vì đã quá bận tâm đến anh. Thành Luân không biết phải làm sao, ẵm cô lên đi ra ngoài. Hạnh Nhi lúc này tức giận hét lên. Anh bỏ ra, làm gì vậy? Em ở yên đi, bị thương rồi này. Anh mặc kệ đi, để anh đưa em đến bệnh viện. Không cần. Anh sẽ không nói như vậy nữa. Tại lúc đó anh sĩ diện
nên buột miệng mới nói vậy thôi. Vậy anh giữ lấy cái sĩ diện của mình đi, dính dáng tới tôi lại mất công ảnh hưởng. Dứt lời, Hạnh Nhi đẩy mạnh anh ra vùng vẫy đứng xuống. Cái chân đau vẫn cải nhắc bước đi. Thấy cô như vậy, anh bước đến bế cô lần nữa và nói: để anh đưa em đến bệnh viện xem thế nào đã. Bỏ ra. Hạnh Nhi, cậu để yên cho anh ấy đưa đến bệnh viện đi. Giọng nói của Hồng Loan phía sau vang lên. Thành Luân đang ôm Hạnh Nhi quay lại. Tony và mấy người bạn bên trong nghe thấy tiếng hai người đều đến. Tất cả đang đứng quan sát. Cả hai cứ mãi vùng vằng, không ai chịu thua ai. Tony nói: Hạnh Nhi, em đừng giận Luân nữa. Tại anh hay trêu ghẹo cậu ấy mỗi khi tiếp xúc với những cô gái, nên cậu ấy mới có phản xạ trả lời thế thôi. Em có là gì với anh ấy đâu, mà anh giải thích với em làm gì? Anh thấy bạn mình không thoải mái về chuyện này nên nói giúp cậu ấy. Em không có giận gì cả. Miệng của anh ấy thì muốn phát ra lời nào chẳng được. Không để cô nói nữa, Thành Luân giữ chặt bế cô lên xe ngồi, còn không quên thắt dây an toàn cho cô nữa. Thành Luân lẩm bẩm trong miệng: sao lại bướng thế chứ? Anh nói gì hả? Không có gì. Em mà không chịu ngồi yên là anh hôn em đó. Gì chứ anh... Lời Thành Luân nói khiến cô bất giác đỏ mặt lên. Cô thầm nghĩ tự nhiên anh lại phát ngôn như vậy chứ. Chẳng phải lúc này em nói miệng của anh thì anh muốn nói gì chẳng được à? Hạnh Nhi như không thể cãi lại Thành Luân, đành im lặng. Anh lái xe đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra rồi băng cho cô miếng gạc cố định chân và dặn dò hạn chế đi nhiều trong vài ngày. Trong hành lang bệnh viện, Thành Luân dìu cô đi. Anh vẫn cách quan tâm đó khiến cô không thể khó chịu với anh, mà tâm trạng bắt đầu dịu lại. Cảm ơn anh. Chịu nói rồi à? Anh còn nói mấy câu như vậy nữa là em không thèm nói chuyện với anh luôn. Thành Luân mỉm cười. Sao anh lại cười? Anh chỉ thấy dáng vẻ em lúc này thật sự đáng yêu. Em đâu phải con nít đâu mà anh nói đáng yêu. Được rồi, anh thua em. Anh không nói lại em luôn. Đến xe, Thành Luân từ từ đưa đỡ cô lên xe. Trên xe khoảng không gian của hai người họ không còn ngột ngạt như nửa tiếng trước nữa. Thành Luân bật bài nhạc nhẹ nhàng cho cô thưởng thức. Tâm trạng Hạnh Nhi cũng được nới lỏng. Thành Luân đưa cô đến một bờ hồ gần thành phố. Cả hai ngồi xuống ghế đá mà trò chuyện với nhau. Wow, bầu trời hôm nay đẹp quá. Hình như đã lâu em không ngồi ngắm sao thế này. Ừ, nơi này buổi tối rất đẹp. Anh hay đến đây lắm hả? Thỉnh thoảng công việc áp lực, anh hay đến đây để hít thở. Ừ, thật sự rất dễ chịu. Khi nào em thích, anh có thể đưa em đến đây. Em có thể tự đi được mà. Bỗng Thành Luân im lặng một lúc rồi từ từ hỏi cô. Vì chuyện lần trước mà mỗi lần gặp mặt, em đều tránh anh khiến anh khó chịu lắm đó. Tại anh hết thôi. Em còn khó chịu với anh như vậy mà có đến phỏng vấn làm thư ký cho anh, tính ở bên cạnh anh trả thù hả? Khóe môi cô cong lên đáp lại lời anh. Anh nghĩ em giữ như vậy sao? Không, ý anh không phải vậy. Thôi, không nhắc lại chuyện này nữa nhé. Thành Luân nhìn cô mà mỉm cười vui vẻ. Anh biết cô đã không giận anh nữa rồi. Cả hai im lặng không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng đều cảm thấy thoải mái về đối phương. Bầu trời đêm yên tĩnh làm cho hai trái tim dễ dàng đồng điệu với nhau. Có lẽ đây là phút giây mà Hạnh Nhi cảm thấy bình yên nhất sau những biến cố đã xảy ra với mình. Cô nhìn ngôi sao lớn nhất và sáng nhất mà âm thầm so sánh với anh. Đúng vậy, rất đẹp và rực rỡ đến nỗi phủ sáng vùng bóng đêm rộng lớn. Thành Luân đưa cô về nhà, bà Liên đang chờ cửa. Nghe tiếng cô gọi thì ra mở, anh đang dìu cô đứng trước nhà. Thấy bà ra liền lên tiếng chào hỏi. Cháu chào cô. Ừ, chào cháu. Nhìn thấy một chàng trai cao ráo và tuấn tú đang đỡ Hạnh Nhi, bà liền nhìn ra tâm ý của anh đối với con gái mình. Bà đánh mắt sang Hạnh Nhi mà chờ câu giới thiệu từ cô. Hạnh Nhi liền hiểu ý mẹ mình. Anh ấy là bạn con ạ. Do lúc nãy con đi không cẩn thận nên bất cẩn bị bong gân chân, nhờ anh đưa về thôi mẹ. Ừ, cảm ơn cháu. Vào nhà cô ngồi uống nước. Dạ, cũng khuya rồi ạ. Khi khác cháu đến. Cô và Hạnh Nhi vào nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ừ, cháu xin phép về ạ.
Bà Liên đỡ Hạnh Nhi vào nhà. Khi anh quay đi, cô không khỏi hướng mắt nhìn theo. Thấy con gái mình còn lưu luyến, bà Liên trêu cô. Không nỡ để người ta đi thì có thể giữ lại mà. Mẹ này, con với anh ấy không có gì cả. Được rồi, vào trong thay đồ ngủ đi cô nương. Trở về nhà, cảm xúc Thành Luân trở nên khó tả. Anh thầm nghĩ ở bên cạnh Hạnh Nhi làm anh cảm thấy vui vẻ, cảm giác bình yên đến lạ. Thế là anh quyết định tuyển cô làm thư ký. Bây giờ anh không nghĩ nhiều hay đòi hỏi quá cao ở vị trí này nữa. Rất nhanh đã có thông báo tuyển dụng, Hạnh Nhi đậu vào làm thư ký cho tổng giám đốc công ty Rion. Hạnh Nhi nhìn mail thông báo mà dân dân. Cô biết việc này chắc chắn Thành Luân đã dùng cảm xúc để quyết định, bởi cô nghĩ bản thân không thể xuất sắc hơn các ứng viên kia, đặc biệt là Gia Mỹ. Xen lẫn niềm vui là sự suy tư về ý nghĩ rằng có phải bản thân cô là đang lợi dụng Thành Luân không? Cô không muốn trong mối quan hệ nào của mình mà dính tư lợi, toan tính cá nhân hết. Trầm tư một lúc rồi cô chụp mail này qua cho Minh Chiết và Hồng Loan xem. Cả hai đều vui thay cho cô, còn đòi mở tiệc ăn mừng nữa. Cô biết việc vào công ty rất tốt cho cô sau này, nhưng sao cô cứ có cảm giác không thoải mái lắm. Tuần sau là cô phải bắt đầu đi làm. Công việc thư ký đòi hỏi phải làm thường xuyên, nên cô đành phải nghỉ việc ở cửa hàng. Dù gì công việc ở cửa hàng là tạm thời, nên khi có công việc chính, cô cũng sẽ nghỉ. Nhưng cô có chút buồn vì đã quen với mọi người ở đó và công việc cũng rất thoải mái. Sáng hôm sau, cô đến gặp quản lý cửa hàng. Tuy mới gắn bó 2 tháng, nhưng cô rất quý quản lý và Khả Ái. Khả Ái khi biết tin cô sắp nghỉ thì rất buồn. Chị nghỉ thật sao? Ừ, em không muốn chị nghỉ đâu. Chị cũng không muốn nghỉ đâu, nhưng chị đã kiếm được công việc rồi. Chị mới làm ở đây 2 tháng thôi, làm thêm đi chị. Chị đi em buồn lắm. Thôi mà, có gì khi nào rảnh thì chị em mình gặp nhau. Giọng Khả Ái yếu xìu. Em chỉ nói vậy thôi, nhưng vẫn mừng cho chị. Chị sẽ làm gì? Chị sẽ làm thư ký cho anh họ em. Anh Thành Luân hả? Ừ. Quá, vui quá. Được đấy. Sau khi em ra trường, nhất định vào công ty anh ấy làm để gặp chị. Chúng ta sẽ có thời gian bên nhau. Được, chị chờ em. Thôi, chị nghỉ ở đây nhanh đi. Khả Ái hớn hở đến nhảy cẫng lên. Mới vừa lúc nãy còn bị dịn không nỡ xa thì bây giờ thúc cô nhanh nghỉ. Gì thế hả? Mới lúc nãy còn không muốn chị đi. Em trở mặt nhanh quá đấy. Chị nhớ quan tâm anh em nhiều nhiều vào. Anh của em thì em tự lo, liên quan gì đến chị? Không biết đâu, em cứ giao anh em cho chị. Con bé này ngang ngược vậy à? Chúc chị có những tháng ngày thật vui vẻ bên cạnh anh em. Thôi đừng chọc chị mà. Cả hai chị em vui vẻ nói chuyện một lúc, rồi Hạnh Nhi chào tạm biệt quản lý và Khả Ái mà trở về nhà. Tuần sau công việc của Hạnh Nhi cũng bắt đầu. Sau khi cô vào công ty của Thành Luân làm việc, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Do là người có chuyên môn và rất nghiêm túc trong công việc, nên cô và Thành Luân làm việc với nhau rất ăn ý. Cũng chính điều đó đã làm cho một vài người trong công ty không vừa mắt với mình, đặc biệt là Gia Mỹ. Cô trở nên đố kỵ và căm ghét Hạnh Nhi. Cô ta nghĩ Hạnh Nhi có gì tốt mà có thể may mắn vào làm thư ký cho Thành Luân chứ. Nếu không có Hạnh Nhi thì vị trí này chắc chắn thuộc về cô ta. Thấy hai người thân thiết với nhau nên có phần ghen tức và đặt điều nói xấu cô cùng một vài đồng nghiệp khác trong công ty. Nhưng Hạnh Nhi cũng chẳng quan tâm. Giống như hôm nay khi cô đi làm, trong lúc đang chờ thang máy để lên phòng làm việc của mình ở tầng trên, thì trùng hợp sao Thành Luân cũng vừa đi đến. Thế là đứng chờ thang máy chung với cô. Khi anh đi đến, Hạnh Nhi cũng theo phép tắc mà nhẹ nhàng chào anh một tiếng. Chào anh ạ. Ừ, cái hợp đồng với công ty ông Minh em đã soạn xong chưa? Dạ, em soạn xong rồi. Lát nữa em sẽ mang đến cho anh duyệt. Ừ, tốt lắm. Đây là một hợp đồng lớn, em nên chú ý cẩn thận. Dạ. Hai người nói đến đây thì thang máy vừa đến nơi. Họ cùng đi chung để lên phòng làm việc của mình. Khi hai người đi rồi, Gia Mỹ mới từ một góc đi ra, liền đi lại thì thầm to nhỏ với hai cô lễ tân. Hai chị thấy thư ký mới của sếp không?
Hôm nay lại còn đi chung thang máy với sếp nữa. Chả biết vào đây có làm nên cơm cháo gì không. Mà tối ngày ỏng ẹo đi bên cạnh sếp, chắc muốn trèo cao lên làm bà chủ đây mà. Cô ta vừa nói vừa ra chiều khinh thường. Một trong hai cô lễ tân lúc này nghe cô ta nói xong thì liền bảo. Thôi đi cô ơi, Hạnh Nhi với sếp là hôm nay tình cờ đứng chờ chung thang máy với nhau thì đi chung thôi. Với lại người ta mà làm không được việc, cô nghĩ sếp mình lại không đuổi thẳng cổ à? Lo chuyện của mình cho tốt đi, bớt đi soi xét người ta lại. Không là nghiệp đầy đầu đấy. Thôi cô về làm việc đi, đến giờ rồi kìa. Muốn bị trừ lương hả? Cô lễ tân ấy vừa nói vừa giơ tay lên hất hất ra hiệu, bảo cô ta nhanh đi đi. Gia Mỹ thấy đứng ở đây cũng không có người bênh mình, nên cũng nhanh chóng hậm hực mà bỏ đi. Hạnh Nhi đến phòng làm việc, cô có một chiếc bàn làm việc nhỏ ngay trong phòng của Thành Luân. Thành Luân cho dù đã ngồi yên vị vào vị trí của mình rồi, nhưng chốc chốc lại ngó lên xem Hạnh Nhi thế nào rồi. Hạnh Nhi bên này như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, nên cũng ngẩng đầu lên mà nhìn lại. Thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh, cô ngại ngùng mà nói. Bộ mặt em dính gì hay sao mà anh nhìn em dữ vậy? Thành Luân nghe thấy câu hỏi của cô lúc này, cũng giật mình thu lại ánh mắt của mình mà nói. À, không có gì, em làm việc đi. Bà Hà là mẹ của Thành Luân, thỉnh thoảng có ghé công ty để mang đồ ăn cho anh. Hôm nay bà lại đến công ty, khi Thành Luân đi họp thì bà ngồi trong phòng làm việc của anh mà chờ. Bỗng cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Gia Mỹ trên tay cầm một xấp tài liệu với khuôn mặt vô cùng bực bội mà đi vào. Thấy bà Hà, cô ta giật mình, khuôn mặt mới bắt đầu giãn ra. Dạ cháu chào cô. Ừ, có chuyện gì hả? Sao cô thấy cháu có vẻ căng thẳng vậy? Gia Mỹ lúc này vội nghĩ ra một ý xấu, thừa cơ hội mà nói những bất mãn trong lòng mình. Dạ, cô biết anh Thành Luân có thư ký mới phải không ạ? Ừ, cô có nghe nó nói, sao vậy cháu? Cháu nói cho bác biết thôi nhé. Cô thư ký này chẳng được tích sự gì ngoài việc ỏng ẹo bên cạnh anh Thành Luân. Cô thấy đấy, những tập tài liệu trên tay cháu, cô ta không xử lý được, nên anh Thành Luân phải nhờ cháu hỗ trợ. Mà công việc của cháu bận lắm, đâu có nhiều thời gian mà suốt ngày đi theo hỗ trợ cô ta. Bà Hà thấy thế liền cau mày khó chịu nói. Thật hả cháu? Dạ, cô ta đã làm được một tháng rồi mà không làm được trò trống gì. Bởi vì Gia Mỹ đã làm việc ở công ty này được 3 năm rồi, đồng thời là con gái của bạn bà, nên những điều cô ta nói bà Hà liền tin mà không chút nghi ngờ. Như thế thì không được rồi, để cô nói chuyện lại với Thành Luân về cô thư ký này. Dạ, nhưng mà mấy chuyện vừa rồi cháu kể thì cô đừng nói lại anh ấy nhé, vì anh ấy đang mến cô thư ký này lắm, không nghe lọt tai những lời này đâu. Ừ, cô biết rồi, sau này có chuyện gì cháu cứ bảo với cô. Dạ, cô cứ yên tâm. Nói rồi Gia Mỹ để thẳng xấp tài liệu mà cô cầm lúc nãy xuống mặt bàn, sau đó chào bà Hà rồi ra khỏi phòng. Cô ta vô cùng đắc ý, nở một nụ cười thâm hiểm, thầm nghĩ trong lòng. Để tao xem lần này Thành Luân có nói đỡ cho mày được không, Hạnh Nhi. Cuộc họp cuối cùng cũng đã kết thúc. Thành Luân và Hạnh Nhi trở về phòng làm việc. Thành Luân bước vào trước thấy bà Hà liền vui vẻ nói. Hôm nay mẹ đi đâu hay sao mà ghé qua con vậy? Mẹ tự nhiên muốn đến xem con làm việc không được hay sao, mà phải tiện thể đi đâu? Cái thằng này lớn rồi chẳng cần mẹ nữa mà. Dạ đâu có. Hạnh Nhi lúc này từ bên ngoài bưng ly nước cho Thành Luân đi vào. Thấy bà Hà, cô cũng ngạc nhiên không biết đây là ai. Thành Luân ngay lập tức giới thiệu với cô. Đây là mẹ của anh. Hạnh Nhi lễ phép cúi chào. Cháu chào cô ạ. Bà Hà khuôn mặt vui vẻ lúc này liền trở nên khó chịu đáp lại. Cô thư ký mới mà con nói đây hả? Dạ, cô ấy là Hạnh Nhi. Bà Hà đưa mắt nhìn cô một lượt như xem xét. Nhìn cũng được đấy. Trắng trẻo mỏng manh thế này, con làm được việc không? Cô ấy làm tốt lắm ạ. Thấy Thành Luân vẫn luôn vui vẻ nói về Hạnh Nhi, bà Hà nghĩ lại những lời Gia Mỹ nói mà càng trở nên bực bội. Tốt đúng việc mới gọi là tốt, chứ việc khác thì không ổn đâu. Thành Luân ngơ ngác hỏi lại. Là sao ạ? Hạnh Nhi nhìn qua đã biết bà Hà không thích mình. Luôn tỏ thái độ thế này chắc là nghĩ cô đang quyến rũ con trai bà.
nhưng cô không mấy bận tâm mà tỏ ra bình thường. Bà Hà nhìn sang Hạnh Nhi nói, cô ra ngoài mang cho tôi ly nước cam. Dạ. Hạnh Nhi đặt ly nước lên bàn cho Thành Luân, rồi quay lưng đi ra ngoài. Thấy cô đã đi, bà Hà mới nói với Thành Luân, mẹ thấy cô thư ký này không được, cứ tỏ ra mình yếu đuối cần che chở thế kia, sao mà giúp con được gì chứ? Thành Luân trả lời một cách phất phơ, cô ấy có gì đâu mà tỏ ra yếu đuối, mẹ đừng nhìn bề ngoài mà phán xét người ta không tốt đâu ạ. Mẹ nhìn không có sai, chỉ có làm việc với nhau mới biết người ta làm tốt hay không mẹ ạ. Nói tới là con bênh chằm chặp, mẹ nói là mẹ không thích, con đổi thư ký đi. Anh ngồi vào bàn tập trung cho công việc, không để ý lời bà Hà nói, anh nhìn vào xấp tài liệu trên bàn hỏi, ai đưa tài liệu này vào vậy mẹ? Lúc nãy Gia Mỹ đưa vào đấy. Thành Luân xem qua vài tập rồi phàn nàn nói, còn thiếu vài thông tin mới có thể hoàn thiện, sao không chịu làm cho tốt? Nghe anh nói, bà Hà nghĩ đến lời Gia Mỹ nói đã hỗ trợ cho Hạnh Nhi rất nhiều, vậy mà bây giờ anh lại phàn nàn việc đáng nhẽ ra cô không phải làm. Bà liên lên tiếng bênh vực Gia Mỹ, người ta làm như vậy là tốt rồi, những việc này con phải giao cho cô thư ký kia làm để cô ta bớt thời gian rảnh rỗi cặp kè bên con. Công việc của người nào thì người đó làm chứ mẹ. Thôi mẹ về đi, con còn nhiều việc phải xử lý lắm, tối con sẽ về sớm ăn cơm với mẹ. Mẹ nói sao con không chịu nghe hả? Hạnh Nhi từ bên ngoài bưng ly nước cam đi vào. Dạ cháu mời cô uống nước. Có ly nước cam mà cô đi nửa ngày thế này à? Lề mề. Thôi tôi hết khát rồi. Nói xong bà Hà cầm túi sách đứng dậy ra khỏi phòng. Hạnh Nhi ngơ ngác nhìn Thành Luân hỏi, mẹ anh có chuyện gì hả? Không có gì đâu, em đừng để ý lời mẹ anh nói nhé. Dạ. Em gọi Gia Mỹ vào đây đi, anh có chuyện muốn nói. Dạ anh. Vài phút sau Gia Mỹ từ phòng marketing đi lên phòng làm việc của Thành Luân. Anh gọi em ạ. Anh đã nói với em là báo cáo số liệu về những đơn hàng này thông tin không đầy đủ, phải cần bổ sung chi tiết hơn. Sao em không làm mà nộp lại hả? Theo kinh nghiệm của em, như vậy là đủ rồi ạ. Anh đừng nghe những gì Hạnh Nhi nói. Cô ấy mới chỉ vào công ty, biết gì về những quy trình và đối tác công ty này. Năng lực còn yếu mà đã giải tay xen vào mọi chuyện. Nhưng anh đã xác nhận nó cần thiết thì em phải làm cho anh chứ. Quy trình mỗi lần đặt đơn hàng của công ty chúng ta như vậy rồi, anh đừng vì một người mới vào mà xáo trộn lên. Gia Mỹ trả treo liên tục khiến Thành Luân rất bực bội. Anh gõ mạnh tập tài liệu lên bàn và nói, từ bao giờ mà em làm việc không lý lẽ thế hả? Lời anh nói em còn cãi, em không muốn làm nữa thì có thể nghỉ. Gia Mỹ mặt tái xanh khi thấy Thành Luân hung dữ với mình thì bắt đầu sợ, cô nhỏ giọng nói, dạ em sẽ làm lại. Cô ta hậm hực cầm hết xấp tài liệu trên bàn rồi quay lưng đi thẳng. Khi đi không khỏi liếc xoáy Hạnh Nhi. Càng ngày những xích mích trong lòng khiến con người Gia Mỹ trở nên xấu xa. Lúc trước Thành Luân chưa bao giờ to tiếng với cô thế này cả. Tình cảm của cô với anh mỗi ngày đều tốt lên. Nhưng chỉ khi Hạnh Nhi ở bên cạnh, mọi thứ anh đều để tâm đến, khiến Gia Mỹ rất bất mãn và căm ghét Hạnh Nhi. Những lời mà Gia Mỹ nói với bà Hà thực ra không đúng. Tài liệu cô đang làm là do Thành Luân bắt cô ta sửa, chứ không phải là việc của Hạnh Nhi. Nhưng chính ý kiến của Hạnh Nhi đã làm cho cô ta thêm việc. Vì vậy nhân cơ hội gặp bà Hà, cô ta liền dựng chuyện buông lời nói xấu. Thấy hai người họ căng thẳng với nhau, sau khi Gia Mỹ rời đi, Hạnh Nhi không khỏi lên tiếng phân giải giúp Gia Mỹ. Anh bình tĩnh lại đã. Những lời Gia Mỹ nói không phải không đúng. Cô ấy đã có kinh nghiệm làm việc nên có thể dùng lý lẽ của mình để nói với anh. Cô ấy chê bai em mà em còn nói giúp à? Công việc góp ý với nhau thôi, có gì mà gọi là chê bai. Sau này anh đừng tức giận mất kiểm soát, nói nặng lời như vậy sẽ khiến Gia Mỹ buồn đấy. Anh không thể chấp nhận nhân viên nói câu nào cãi câu đó như thế được. Em hiểu, nhưng anh hãy bớt nóng tính chút. Nghe cô nhẹ nhàng khuyên nhủ, tâm trạng anh bắt đầu dịu lại. Thấy con người Hạnh Nhi lương thiện không hề so đo hay để ý người khác nói mình thế nào, làm cho Thành Luân thêm quý mến cô. Anh nhìn cô mỉm cười. Anh biết rồi, cảm ơn em. Buổi tối tan làm, Thành Luân ngỏ ý muốn mời Hạnh Nhi ăn tối, nhưng cô từ chối.
Cô biết được Thành Luân đang có tình cảm với mình nên muốn lẩn tránh. Hiện tại cô chỉ muốn giữa cô và anh chỉ có công việc ràng buộc thôi, không muốn dính dáng đến tình cảm. Nhưng mấy tâm tư nhỏ này của cô đều bị Thành Luân nhìn thấu. 5 lần 7 lượt sau khi tan làm, cô đều từ chối ăn tối cùng anh, hết lấy lý do về sớm ăn cơm với mẹ, rồi bận đi học tối. Hôm nay anh viện cớ có công việc tiện đường sẽ đưa cô về nhà. Trong công ty hai người mỗi ngày đều nói chuyện công việc, nhưng bây giờ khi ở trên xe với không gian yên tĩnh, không còn là thân phận sếp với nhân viên, Thành Luân mạnh dạn nói những lời trong lòng. Có phải em đang lẩn tránh anh không? Cô biết anh đang hỏi về vấn đề gì nhưng cố tỏ ra vờ vịt. Dạ không, lẩn tránh gì đâu anh. Anh nhìn ra mà, em không thích anh sao? Hạnh Nhi thản nhiên trả lời. Anh là một người sếp rất tốt và có năng lực, sao em không mến anh được? Ý anh không phải như vậy. Em nhận ra vì sao anh muốn em về làm thư ký cho anh mà đúng không? Cô bắt đầu ngập ngừng. Em biết anh đã cho em cơ hội tốt để làm việc ở công ty, nhưng mà... Thành Luân tiếp lời. Anh vừa cho em cơ hội mà cũng vừa cho bản thân mình cơ hội được ở bên cạnh em. Anh đừng nói nữa, em không tốt như anh nghĩ đâu. Hạnh Nhi vội ngăn lời anh lại. Cô sợ sau khi anh bộc lộ hết những lời trong lòng ra sẽ khiến cô khó xử. Cô biết bản thân cô không còn trong trắng, đồng thời đã một lần sảy thai. Những chuyện này cứ ám ảnh trong lòng, khiến cô không khỏi mặc cảm. Thành Luân đặt tay lên tay cô nói, anh có thể nhìn ra em tốt hay không mà. Chúng ta thử bước vào một mối quan hệ mới nhé. Lời Thành Luân nói vô cùng rõ ràng làm cô bối rối. Cô cũng muốn bên cạnh anh, nhưng sự tự ti không cho phép cô. Hạnh Nhi ngậm ngùi nói, em xin lỗi, em nghĩ chúng ta chỉ nên dừng ở công việc thôi. Thành Luân biết cô có cảm tình với mình, nhưng tại sao lại luôn tạo ra một bức tường chắn? Anh hỏi một cách khó hiểu, em biết mình có tình cảm với anh mà tại sao lại từ chối anh? Em chỉ biết là mình chưa sẵn sàng, anh đừng nói thêm nữa, đưa em về nhà đi ạ. Nhìn thấy Hạnh Nhi tâm trạng trùng xuống, khiến anh không nỡ nhiều lời mà chất vấn cô. Cứ thế anh im lặng chú tâm lái xe đưa cô về nhà. Đến nơi cả hai lặng lẽ tạm biệt nhau và Thành Luân lái xe rời đi. Khi Hạnh Nhi mở cửa bước vào trong nhà, cô thấy mẹ ngất trên sàn nhà thì vô cùng hoảng hốt. Cô vội gọi xe cấp cứu đưa mẹ đến bệnh viện. Bà Liên được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ hỗ trợ hô hấp cho bà. Tạm thời bà đã không sao. Bác sĩ nói lượng đường trong máu thấp nên dẫn đến bị tụt đường huyết, dẫn đến chóng mặt và ngất đi. Kèm theo đó là lời dặn nhớ chú ý ăn uống đúng giờ và bổ sung thêm chất dinh dưỡng, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hạnh Nhi phụ y tá đẩy mẹ về phòng bệnh nghỉ ngơi và truyền đường. Lúc đi ngang qua phòng sinh, cô thấy khuôn mặt một người phụ nữ quen thuộc được đẩy ra. Cô nhìn ra đó là Vân Anh. Cô đoán chừng có lẽ cô ta mới vừa sinh xong. Cô bất giác quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy Quốc Trọng đâu cả. Sau khi để mẹ nằm ở phòng có y tá chăm sóc, cô vì tò mò mà muốn đến phòng Vân Anh. Cô muốn xem gương mặt của kẻ bội bạc đó. Nhìn qua khe cửa của căn phòng, cô thấy trên khuôn mặt Vân Anh vô cùng rạng rỡ, hiện rõ niềm vui được làm mẹ. Nhìn cô ta vui vẻ mà trong lòng Hạnh Nhi chua xót bội phần. Cô cứ đứng thất thần ngoài cửa, nghĩ về đứa con đã mất của mình mà rưng rưng nước mắt. Được một lúc Hạnh Nhi mới quay lưng đi. Cô chậm rãi bước đi ở hành lang, không ngờ vô tình chạm mặt Quốc Trọng đang đi vào. Anh ta thấy cô thì vội lại gần. Em đi đâu vậy? Thấy không khỏe ở đâu hả? Vẫn là những lời lẽ quan tâm vô sỉ khiến cô phát đầu. Hạnh Nhi nhếch miệng cười. Anh cũng lo cho tôi à? Anh biết anh đã sai với em, cũng rất day dứt vì những việc đã làm với em. Cô cười nhạt. Tôi có nên vui khi nghe anh nói những lời này không? Con người anh mà cũng biết day dứt à? Thật nực cười. Anh xin lỗi em. Đánh mất em, anh mới biết em quan trọng đến thế nào. Hạnh Nhi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ. Anh đạp đổ một gia đình đang bình yên và bây giờ đang sống một cuộc sống hạnh phúc. Tôi chẳng thấy ở anh sự hối lỗi gì cả. Quốc Trọng đưa tay nắm lấy Hạnh Nhi, nài nỉ.
em quay về bên anh đi, chúng ta làm lại từ đầu. Anh nói những lời này không biết ngượng miệng à? Anh đúng là thằng tồi mà. Vợ anh thì đau đớn sinh con cho anh, mà anh còn ở đây nói những lời mây mưa với tôi. Anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em. Cô thật sự muốn vả vào mặt tên khốn trước mặt này một cái thật mạnh. Từ bao giờ mà anh ta trở thành một tên vô sỉ, lại còn mặt dày như vậy? Anh ta không ngừng luyên thuyên nói những lời thề thốt hứa hẹn. Vân Anh vì chờ đợi Quốc Trọng quá lâu nên đi ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy hết cảnh hai người Hạnh Nhi và Quốc Trọng đang đứng cạnh nhau. Cô ta bước đến chất vấn. Thì ra anh ở đây, tôi vì anh mà cố gắng chịu đau đớn sinh con cho anh, mà anh lại ở đây nói lời yêu thương với con nhỏ này. Nói xong cô ta nhìn Hạnh Nhi tức giận nói. Cô tính cướp anh ấy ra khỏi tay tôi lần nữa hả? Đúng là đê tiện mà. Quốc Trọng quát lớn. Em đừng làm loạn, đi về phòng đi. Nhìn bộ dạng Vân Anh lúc này, Hạnh Nhi cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng trách. Nói ghét cô ta thì tất nhiên cô rất ghét, nhưng không hề hận, bởi vì số phận cô ta cũng chẳng khá hơn cô là mấy. Người cô hận là Quốc Trọng, anh ta đã khiến hai người phụ nữ đau khổ. Hạnh Nhi nhàn nhạt đáp lại. Loại đàn ông này không đáng để tôi cướp, cô cứ yên tâm. Cô nói thì ngon lắm, nhưng lúc nào xuất hiện trước mặt Quốc Trọng cũng tỏ ra đáng thương. Chính cô đã cướp trái tim anh ấy khỏi tay tôi. Anh ấy ở bên cạnh tôi, nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến cô. Tôi căm ghét cô. Cô ta hét lớn như chút hết sự bất mãn trong lòng. Em làm điên khủng gì thế hả? Đúng, tôi điên đó. Chính anh đã khiến tôi ra nông nỗi này. Anh nghĩ tôi hạnh phúc à? Mới đầu anh nói với tôi, anh chỉ bên cạnh cô ta để trả thù. Nhưng kết quả thì sao? Anh yêu luôn cô ta. Vân Anh vừa nói vừa khóc, đôi mắt hiện rõ vẻ đau khổ. Đủ rồi, em đừng nói nữa. Không, tôi phải nói hết. Quốc Trọng nhanh chóng kéo mạnh tay Vân Anh đi về phòng, ngăn không cho cô ta nói thêm nữa. Hạnh Nhi đứng bất động ở đó. Nghe xong lời Vân Anh nói, cô cảm thấy nặng lòng. Cô nghĩ nếu anh ta đã chọn ở cạnh cô ta, thì hãy khiến cô ta hạnh phúc chứ. Nhưng con người này đứng núi này trông núi nọ, không biết trân trọng những thứ bên cạnh mình, đúng là tồi tệ. Hạnh Nhi trở về phòng bệnh với mẹ. Tuy lời Vân Anh nói có làm cho cô suy nghĩ, nhưng bây giờ cô không còn để tâm như trước nữa. Đối với cô, anh ta là một quá khứ tồi tệ và cô luôn muốn xóa sạch. Bà Liên trên giường bệnh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang Hạnh Nhi đang ngồi bên cạnh hỏi. Sao mẹ lại nằm đây? Hạnh Nhi thấy mẹ mình đã tỉnh thì mừng rỡ. Mẹ tỉnh rồi à? Lúc nãy con về nhà thấy mẹ ngất trên sàn nhà, nên con đã đưa mẹ đến bệnh viện. Ừ, mẹ nhớ lúc đang chuẩn bị vào lấy đồ đi tắm thì cảm thấy chóng mặt lắm rồi ngất khi nào không hay. Mẹ có sao không con? Dạ, mẹ không sao cả. Bây giờ mẹ thấy trong người thế nào ạ? Mẹ thấy không còn mệt nữa. Chắc là mấy bệnh tuổi già, lúc mệt lúc khỏe đây mà. Con xin lỗi mẹ nha, chỉ tại con không dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ. Có gì mà con xin lỗi, con làm việc cả ngày rồi, tối còn phải đi học nữa, con cũng mệt lắm rồi. Con sẽ cố gắng hoàn thành việc học sớm nhất để có nhiều thời gian bên mẹ hơn. Hạnh Nhi vừa nói vừa nắm lấy tay mẹ. Bà Liên hiền hòa đáp. Con đừng lo, mẹ không sao rồi, con đừng để mình vất vả quá. Dạ. Mình về nhà được chưa con? Dạ được, mình về thôi mẹ. Hai hôm sau, khi Hạnh Nhi đang làm việc ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ Minh Triết. Tớ nghe đây. Tớ gọi để nói với cậu một chuyện. Ừ, cậu nói đi. Lúc trước tớ có nhờ luật sư lo vụ của bố cậu. Bây giờ phía họ mới trả lời lại tớ rằng không thể tiến triển kiện tụng được, vì theo hợp đồng thì hai bên chưa có sự bồi thường hay ràng buộc chắc chắn. Hạnh Nhi nghe xong chợt buồn không thể tả. Cô không ngờ sự chờ đợi một tia hy vọng của cô cũng không có. Tôi cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất là như vậy, nhưng không ngờ lại xảy ra. Tớ xin lỗi vì không giúp được cậu. Đâu phải lỗi của cậu, đừng nói như vậy. Tớ chỉ tiếc vì không thể đưa tên Quốc Trọng lên tòa. Tớ còn một thông tin nữa, đó là công ty của bố cậu, Quốc Trọng, đang hoạt động dưới cái tên mới là công ty Công Minh, đang chuẩn bị tiến sâu hơn vào thị trường bán lẻ. Công ty Công Minh à? Ừ, điều tớ chắc chắn hơn là
Nếu anh ta muốn vào thị trường bán lẻ thì phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của công ty Rion. Cậu phải nhân cơ hội này, đừng để anh ta được toại nguyện. Vậy tớ phải làm sao đây? Cậu tìm hiểu về công ty anh ta đi. Sau khi anh ta làm hợp đồng hợp tác với công ty Rion thì cậu tìm cách ngăn cản. Hãy tìm mọi lý do để ngăn cản Thành Luân ký hợp đồng cho công ty này được phát triển. Tớ hiểu ý cậu rồi. Không bằng cách này thì bằng cách khác, từ từ chúng ta sẽ có cách khiến anh ta mất hết tất cả. Ừ. Được Minh Triết chỉ dẫn, cô biết sắp tới mình cần phải làm gì. Trước tiên phải dò tìm tất cả hợp đồng hợp tác đang chờ duyệt gần đây xem có công ty công minh không. Hạng Nhi có niềm tin lần này sẽ khiến công ty anh ta không ngóc đầu nổi. Như thường ngày, buổi trưa nếu không cùng Thành Luân ra ngoài ăn trưa với đối tác, cô sẽ đi ăn cùng các đồng nghiệp. Hạng Nhi đang chuẩn bị đến thang máy xuống sảnh để ra ngoài ăn trưa, thì thấy Gia Mỹ đang tụ tập với mấy đồng nghiệp bên phòng kế bên nói gì đó. Nhưng cô thoáng nghe được có nhắc đến tên cô. Vì tò mò Gia Mỹ đang nói gì về mình, nên cô đi đến gần để nghe xem. Con nhỏ đó cứ nghĩ suốt ngày kè kè bên sếp là ngon à? Một đồng nghiệp khác tiếp lời. Tôi thấy Hạnh Nhi là thư ký cũng ổn đó chứ. Nếu không thì qua 2 tháng thử việc không xong là bị đuổi cổ rồi. Gia Mỹ chanh chua nói tiếp. Biết đâu dùng cách khác để được giữ lại. Nghe Gia Mỹ thốt ra lời này từ miệng khiến Hạnh Nhi không thể tin rằng cô ta đánh giá cô như thế. Dù gì trước kia cả hai cũng là bạn học, mối quan hệ với nhau không phải là xấu. Tại sao từ bao giờ mà Gia Mỹ lại nói xấu sau lưng cô như vậy? Có khi đấy, mà cũng không đâu. Thành Luân là người chính trực không dễ bị dụ dỗ đâu. Tiếp đó Gia Mỹ lên tiếng phủ nhận lời của cô đồng nghiệp, rồi không ngừng nói ra những lời lẽ bôi nhọ Hạnh Nhi. Tôi là bạn cũ của Hạnh Nhi nên biết tính cách của cô ta. Không đạt được gì là dùng cơ thể thôi. Nghe đến đây Hạnh Nhi không thể chịu nổi nữa, thế là tiến đến trước mặt Gia Mỹ. Tớ tệ đến thế cơ à? Cậu mới nói tớ dùng cơ thể để đạt được mọi thứ sao? Gia Mỹ nhìn thấy cô thì tái xanh mặt mày. Cô ta bị chột dạ, nhưng lời đã thốt ra không thể rút lại. Đành được nước lấn tới. Ừ, chẳng phải lúc trước cậu quen Quốc Trọng cũng thế sao? Anh ta được nhiều cô theo đuổi, nhưng cuối cùng vẫn chọn cậu đó. Cô ta không biết điều mình nói là sai sự thật mà còn nhắc đến Quốc Trọng, làm cho Hạnh Nhi trở nên tức giận. Cậu biết gì về tớ mà nói thế? Tớ chẳng làm gì sai với cậu, nhưng không ngờ cậu lại nói tớ như vậy. Cậu lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối trước người khác, khiến người ta phát ghét. Cậu đừng vờ vịt thêm nữa. Lên vị trí thư ký rồi còn nể nang bạn bè gì, chỉ giỏi làm khó người khác. Tớ làm gì chứ? Chẳng phải cậu luôn bên cạnh anh Thành Luân, rồi tranh thủ nói xấu tớ, để anh ấy không còn tôn trọng ý kiến của tớ nữa. Tớ không có, cậu đừng suy từ bụng dạ xấu xa của cậu qua tớ. Đủ rồi, từ bây giờ cũng chẳng cần giả vờ bạn bè gì hết. Các đồng nghiệp bên cạnh thì nhìn chằm chằm về phía Hạnh Nhi. Thông qua ánh mắt cô nhìn ra họ đang nhận định cô như lời Gia Mỹ nói. Bởi vì Gia Mỹ làm việc ở đây lâu hơn cô nên họ sẽ tin cô ta hơn. Thành Luân từ đâu đi đến lên tiếng, như thể anh đã nghe hết mọi chuyện nãy giờ. Nếu ai còn cho rằng Hạnh Nhi dùng cơ thể để làm việc bên cạnh tôi thì không xong với tôi đâu. Chẳng lẽ trong mắt các cô tôi là một người sếp như vậy à? Cô đồng nghiệp bên cạnh liền sợ hãi và lo rằng bản thân sẽ bị sếp ghét lây nên vội giải thích. Dạ em không nói gì cả, những lời này đều do Gia Mỹ đưa ra. Gia Mỹ nghe xong liền đơ người ra, cô ta không ngờ lại bị vạch trần thế này. Thành Luân nghiêm nghị nói tiếp. Ai nói thì tự biết vạ miệng đi. Gia Mỹ run rẩy nói. Em không phải nghĩ xấu cho anh đâu. Không nói nhiều, nếu để tôi nghe lại những lời đàm tiếu không hay trong công ty thì tôi sẽ đuổi việc hết, nhớ cho kỹ vào. Bóng sáng Thành Luân rời đi để lại cho Hạnh Nhi cảm xúc khó tả. Lúc nào anh cũng là người xuất hiện bảo vệ cô, cứ tỏ ra lạnh lùng như không quan tâm, nhưng anh đã để ý mọi thứ thuộc về cô. Hạnh Nhi mỗi ngày đều đã quen với việc làm bên cạnh Thành Luân, đó cũng như là một niềm vui của cô vậy. Tuy cô không dám bước đến tình cảm với anh, nhưng cô không thể ngăn cản hình ảnh của anh dần dần xâm chiếm tâm trí và cả trái tim cô. Sáng hôm sau, Hạnh Nhi vừa bước vào phòng làm việc thì Thành Luân đã nói luôn. Em chuẩn bị tài liệu đi,
Trưa nay cùng anh đi ăn với giám đốc của công ty Hưng Thịnh. Hợp đồng này rất lớn, em chuẩn bị cho cẩn thận. Dạ, em biết rồi ạ. Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người đã bị Gia Mỹ đứng ngoài tình cờ nghe được. Cô ta nở một nụ cười nham hiểm mà nói: đi ăn với sếp à? Sắp có kịch hay để xem rồi đây. Cái thù ta bị anh Thành Luân chửi ngày hôm trước, hôm nay tất nhiên ta sẽ trả lại. Để xem sau lần này mày còn ve vãn bên cạnh Thành Luân mà đắc ý không. Vào lúc 11 giờ, Hạnh Nhi và Thành Luân có mặt tại nhà hàng đã đặt trước. Đối tác kia cũng rất đúng giờ, hai người cũng không cần chờ lâu. Đối tác bên kia gồm hai người đàn ông, người trẻ hơn là thư ký, còn người đàn ông trung niên không ai khác chính là giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh. Người giám đốc niềm nở giơ tay ra phía trước tỏ thiện chí. Thành Luân cũng không ngần ngại mà bắt tay lại. Ông Thịnh thấy vậy thì cười nói: rất hân hạnh được gặp giám đốc Luân. Chào giám đốc Thịnh, mời ngồi. Nhìn hai người này có vẻ thân thiết, nhưng ánh mắt của người thư ký bên cạnh luôn liếc sang Hạnh Nhi. Điều này khiến cô rất khó chịu. Sau khi hai bên ngồi xuống, ông Thịnh lên tiếng hỏi: đây là thư ký mới hả? À, giới thiệu với anh, đây là Hạnh Nhi. Hạnh Nhi nghe thế thì cũng lịch sự giơ tay ra mà bắt tay với ông Thịnh rồi nói: dạ, em chào anh ạ. Ừ, còn đây là thư ký của tôi, tên Minh. Trên bàn ăn, trong khi cô và Thành Luân chỉ mong cái hợp đồng này được xong sớm để về, thì người giám đốc này cứ kể cả mãi về việc tăng thêm lợi nhuận, rồi hết thỏa thuận này đến thỏa thuận khác, như kéo dài thời gian, khiến hai người sốt hết cả ruột. Hạnh Nhi như không thể chờ thêm được nữa, cộng thêm từ nãy giờ đối phương lấy hết lý do này đến lý do khác để mời rượu cô, cho dù Thành Luân đã có mấy lần nói khéo là sức khỏe cô không cho phép và uống thay cô mấy ly. Hạnh Nhi ngồi trên bàn ăn cực kỳ khó chịu, nhất là khi thấy ánh mắt tên thư ký kia nhìn cô như có ý đồ khiến cô không thoải mái, nên liền đứng dậy mà nói: xin lỗi mọi người, em vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ. Thế rồi Hạnh Nhi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để tát nước vào mặt, để cho bản thân lấy lại được sự tỉnh táo. Khi đi ra bàn ăn, Hạnh Nhi lấy lại gương mặt tươi tắn. Lúc này một người phục vụ từ đâu đi đến, trên tay là một ly rượu, không biết là vô tình hay cố ý, mà đổ thẳng lên người của Hạnh Nhi. Sau khi bị đổ rượu lên người, cô vô cùng hốt hoảng. Chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc đã loang lổ màu của rượu vang. Thành Luân ngồi bên cạnh thấy thế thì rất nhanh lấy giấy đưa cho cô lau, rồi quay sang hắt giọng với người phục vụ bên cạnh: cậu đi đứng cái kiểu gì vậy? Dạ, là tôi sơ suất, tôi xin lỗi. Cậu phục vụ nghe vậy thì sợ hãi mà quấn quýt xin lỗi, còn Thành Luân định nói cái gì đó nữa, nhưng Hạnh Nhi đã ngăn lại. Sau khi không thấy ai trách móc gì mình nữa thì anh ta liền nói: tôi có thể đưa cô sang một căn phòng để thay đồ. Hạnh Nhi suy nghĩ một chút thì liền quay sang nói: vậy để em đi cùng cậu ta thay một bộ đồ khác, dù sao cũng không thể nào mặc bộ đồ dơ này được. Ừ, em đi đi. Nói rồi cậu phục vụ đó dẫn cô đến trước một căn phòng và nói: đồ được chuẩn bị sẵn ở bên trong ạ, cô hãy đi vào thay đồ đi ạ. Được rồi, cảm ơn. Nói rồi phục vụ ấy rời đi và Hạnh Nhi cũng để cửa căn phòng ấy mà đi vào. Chiều đó trở về đến công ty, Thành Luân đi vào phòng làm việc nối chiếc cà vạt trên cổ ra mà nói: dây dưa cả buổi trưa mà không chịu ký cái bản hợp đồng, đúng là nhiều lời mà. Anh lại còn không biết là ông ta trên bàn ăn có vài lần có ý nhắc nhở rồi muốn chúng ta sử dụng quy tắc ngầm sao? Hạnh Nhi vừa nói vừa lấy ly nước cam mới pha để lên bàn làm việc của anh. Thành Luân cầm lấy uống rồi nói tiếp: tất nhiên là anh biết rồi, nhưng kệ đi, không được cái hợp đồng này thì thôi, cứ bỏ đi vậy. Anh đừng lo, em đã sắp xếp thuận theo ý của ông ta hết rồi. Nếu hợp ý chắc chắn sáng ngày mai ông ta sẽ chủ động gọi điện và ký cái hợp đồng này của chúng ta. Thành Luân nghe cô nói vậy thì trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi không hiểu cho lắm. Em đã sắp xếp một cô gái à? Anh đợi xem kết quả đi. Hạnh Nhi mỉm cười với anh mà không trả lời chi tiết. Cô cũng đang muốn xem kịch hay đây. Bên này trong căn phòng, Gia Mỹ cảm giác như có ai đó đang sờ soạng cơ thể mình vậy. Cô ta từ từ mở mắt ra, sau đó giật mình hoảng loạn,
khi thấy một người đàn ông đang trần trụi sắp sửa tiến sát gần phía cô. Á, ông đang làm gì vậy? Em là la lối gì thế? Để từ từ anh làm em thỏa mãn ngay. Ông có bị điên không hả? Tôi không biết tại sao tôi lại ở cùng với ông. Vừa nói Gia Mỹ vừa vò đầu bứt tai, thì chợt nhớ rằng khi cô ta muốn dùng thủ đoạn từ phía sau bịt thuốc mê làm Hạnh Nhi ngất, sau đó dụ tên giám đốc kia vào cho Hạnh Nhi dính bẫy. Nhưng khi bước vào phòng thì không thấy ai cả, mà đột nhiên phía sau bị ai đó đánh mạnh vào gáy, khiến cô ta ngất đi và rồi không biết gì nữa. Gia Mỹ vẫn không thể nào tin được cái ván cờ mà cô ta bày kỹ lưỡng như thế, lại sai sót để rồi gậy ông đập lưng ông. Nào, em ngoan ngoãn nằm yên đi, xong việc anh sẽ không để em thiệt thòi đâu. Nhìn bộ mặt dây sồn của người đàn ông trước mặt, Gia Mỹ càng tởm. Ông đi mà kiếm con khác đi, tôi không rảnh. Không nghĩ nhiều, cô ta xô mạnh ông ta sang một bên, rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Cô ta thầm nghĩ cũng may mình tỉnh dậy kịp thời, nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sáng hôm sau, Gia Mỹ hồng hộc đi vào phòng làm việc gặp Hạnh Nhi. Cô ta nhìn cô với ánh mắt hằn học, còn Hạnh Nhi thì cười mà nói. Cậu đến tìm sếp sao? Mày dám chơi tao hả? Úi, cậu nói gì vậy? Mày đừng có giả ngu. Mà hôm nay nhìn cậu có vẻ hơi xuống sắc, chắc là do giám đốc Thịnh hôm qua không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Mày lại dám làm thế với tao? Cậu nói gì thế? Tớ nào có làm gì? Cái bẫy đó không phải do cậu bày ra hay sao? Hại người thành hại mình, trách ai được. Loại dụ dỗ đàn ông như mày đáng bị như vậy, tao là đang tạo cho mày thêm chỗ dựa đó. Nói cho cậu biết, nếu cậu còn giở trò gì với tớ một lần nữa thì tớ sẽ không để yên đâu. Lần này xem như tớ cảnh cáo. Mày đừng hăm dọa tao. Vậy cậu cứ thử đi, tớ cũng không phải hiền để cậu dễ bắt nạt. Nói rồi Hạnh Nhi không quên để lại cho cô ta một nụ cười nhếch mép, rồi cứ thế đi thẳng ra bên ngoài. Gia Mỹ tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng vì xấu hổ chuyện hôm qua cũng không còn mặt mũi nào, nên đành nuốt cơn giận. Thật ra vào ngày hôm đó, khi Hạnh Nhi đi vào nhà vệ sinh, cô đã vô tình nhìn thấy Gia Mỹ thì thầm gì đó với cậu nhân viên. Lúc đầu cô khá thắc mắc, không biết tại sao cô ta lại có mặt ở đây vào lúc này. Nhưng sau khi cô trở về và cậu nhân viên đó làm đổ rượu lên quần áo của cô, thì Hạnh Nhi phần nào đoán được ý định của Gia Mỹ. Chính khi vào trong phòng thay đồ, Hạnh Nhi đã tương kế tựu kế, đưa cô ta rơi vào cái bẫy của chính mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Anh là Ánh Sáng của tác giả Đặng Thanh Diễm. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.